trước mắt các bạn đây là một chú ếch xanh kỳ diệu, hiện tại nó là một người cha mẫu mực với nhiệm vụ bảo vệ những quả trứng nòng nọc. Trong vài tuần qua, những con ếch cái thường chơi xong rồi bỏ anh bạn ếch xanh cô đơn lẻ loi một mình, khiến nó phải rơi vào cảnh gà trống nuôi con. Nhìn mấy con nòng nọc này có lẽ chúng sắp đăng nhập xe vờ trái đất đến nơi rồi, có khoảng 3 đến 4 ổ trứng mà ếch xanh cần phải bảo vệ, nhưng chuyện sẽ không có gì cho đến khi kẻ thù số 2 của loài ếch xuất hiện, đó là ông Bắp cày Chiến binh ông này là một thợ săn trứng ếch thứ thiệt, nó đã chú ý tới những con nòng nọc đang cựa quậy ở ở dưới cùng, ếch bố cũng không dám di chuyển mà chỉ có thể nhìn chiến binh ong sơi tái những chiếc nòng nọc mới nhú. đây chính xác là món khoái khẩu của loài ong bắp cày rừng này luôn các bạn ạ. À. có điều những chiếc nòng nọc không bất lực để bị ăn thịt như vậy. có vài con đã tự mình phá vỡ bọc trứng luồn lách và rơi xuống dòng sông, con ong đánh chén no say một bữa đã rời đi, tuy nhiên ngay sau đó nó quay lại cùng đồng minh của mình, chúng có ý định làm thịt hết ổ trứng, với ếch bố, màu sắc trên cơ thể nó trùng màu với tổ trứng, điều này khiến ong bắp cầy hiểu lầm và tính làm gỏi nó luôn, cái kết ếch xanh đã dùng vô ảnh cước đá ong bắp cầy sờ mờ lờ, đứng trước việc bảo vệ bản thân và bảo vệ bọc trứng, thì nó dùng cơ thể của mình làm mồi nhử mặc dù biết rằng vết chích của ong có thể khiến nó lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, sau nhiều nỗ lực. Cuối cùng ếch bố đã bảo vệ thành công những đứa con nòng nọc của mình, đó là quy luật sinh tồn trong tự nhiên mà bất cứ loài vật nào cũng phải tuân theo. Ở tình huống tiếp theo, lại một ngày rảnh háng của anh Bảy, hôm nay anh vào rừng kiếm một vài côn trùng bỏ bụng, đập vào mắt các bạn đây là một con sâu bướm bóng đêm cực hiếm, nhìn màu sắc đen tuyền cộng cái bộ dạng kỳ quái của nó xứng đáng được lên chảo dầu của anh Bảy các bạn à, trên phần thân của sâu bóng đêm có hai con mắt Agamoto mà phù thủy tối thượng để nhờ kịp, cẩn thận nó cắn anh Bảy cái là biết mặt nhau liền không biết ông cháu này đang ngủ hay gì mà im thin thít vậy nhỉ anh bảy cả gan dám sờ vào bờ mông căng mọng của nó bảy chọn nghe bà cố nói rằng loài sâu bướm bóng đêm chỉ xuất hiện khi trong tháng có một sự kiện đặc biệt gì đó xảy ra cụ thể là ngày sinh nhật của anh bảy nhanh chóng trời đã tối thui côn trùng thường hoạt động về đêm để xem ông cháu có phát hiện những sinh vật thú vị gì không à à, à kia là một con châu chấu đốm đen lý do tên của nó như vậy là vì nó có những đốm đen nhỏ trên cánh vào ban đêm loài này sẽ phát ra tiếng kêu inh ỏi để gọi bạn tình tiếp theo anh bảy nhìn thấy một chiếc dế mèn phưu lưu ký đang bám trên cây vãi trưởng nhìn màu sắc của nó đẹp bá cháy bọ chết luôn ơ ờ mà lạ cái con lợn này lại không có cánh các bạn ạ à. thôi dẫu sao cũng chúc mừng em nó đã có một vé tới chảo dầu của anh bảy nhé ây ra bảy trọ vừa hớt vợt lên ngọn cây anh nhanh chóng tóm được một em châu chấu cánh xanh vãi trưởng sao trông mặt nó ủ rũ thế nhỉ cười chào khán giả cái châu chấu ơi ái cha, đây cũng là một con châu chấu khác nhưng nó lớp giáp khá ảo ma toku da nó là loài châu chấu mà cùng họ với con châu chấu vừa rồi nhìn chú em ngon quá nên anh bảy sẽ rước em nó về luôn trước mắt các bạn đây chiếc bọ báo tử anh bảy nhanh chóng lụm lấy ẻm ngoài vẻ đen xì cute thì nó có hai chiếc càng cực khỏe tiếp theo là một con nhện Tocan nghe nói nó có ngoại hình thuộc dạng lớn nhất ở nhật bản xứng đáng trở thành mồi nhậu của bảy trọ nhìn vậy thôi nhưng loài này không hề có độc nhé các bạn ái chà đây là một chú rùa rùng rợn ơ ờ, hay mới gặp mặt anh bảy cái mà nó đã chạy mất dép rồi chắc do cái mặt anh xấu quá xấu mà vãi trưởng con tiểu cường này nhìn khủng thế nhỉ anh bảy không trần trừ bắt em nó luôn thịt rán rừng đem chiên giòn sẽ rất thơm khác hoàn toàn với dán nhà Nhà các bạn. Ở tình huống tiếp theo, lại là một ngày rảnh háng của anh Bảy, hôm nay anh quyết định vô trong rừng một mình mà không cần tới sự sụp bọt của cam và vãi trưởng nhìn con vật đang bỏ lên tay anh kìa đó là một con kỳ nhông đen vào mùa hè hoa lá và các động vật đều sinh sổi nảy nở nhiều dưới đất có những quả sồi rải rác bên cạnh đó anh bảy còn phát hiện một chú sóc đang nhai ngấu nghiến hạt thức ăn của mình nữa trước mắt các bạn đây là trứng của loài kỳ nhông nước trông nó giống cục xít trong suốt thật đấy các bạn ạ à. bên trên lớp bèo nổi này chính là vô số những con nòng nọc chúng có số lượng rất lớn nhưng chỉ có hai mươi sẽ tiến hóa trở thành một con ếch thực thụ lý do là vì có rất nhiều loài động vật coi nòng nọc là thức ăn của chúng vãi trưởng luôn anh bảy vừa cầm một nắm trứng ếch các bạn ạ à, nó mềm như thạch vậy tính ra là sẽ mang về xào xả ớt nhưng lương tâm ông cháu tạm thời không cho phép anh mang một vài quả trứng về nuôi xem quá trình trưởng thành của một con nòng nọc sẽ diễn ra như thế nào các bạn thấy những chấn đen này chứ Dường như chúng đang quay rất chậm, sau 22 giờ thì chúng quay như chóng chóng luôn các bạn ạ. À. Mấy ông cháu này chưa nở mà đã có máu nghệ thuật rồi. Nếu các bạn biết chúng xoay như vậy có tác dụng gì thì hãy comment xuống phía dưới nhé. Một ngày sau, hình dạng bên trong trứng đã thay đổi rõ rệt. Kể từ thời điểm này, mấy chiếc nòng nọc không còn quay đều nữa. Anh Bảy tiếp tục đợi thêm hai ngày. Và điều kỳ diệu lại xảy ra khi mấy thằng cu con lại bật chế độ quẩy cực sung, vãi trưởng, như kiểu đang chơi đồ vậy các bạn, ái chà có một bé nòng nọc đã phá vỡ bọc trứng, thời gian tiếp tục trôi qua thêm một con nữa đã đăng nhập xe vờ trái đất nòng nọc sơ sinh rất yếu chúng không thể di chuyển được anh bảy có tác động nhưng nó méo quan tâm lắm chỉ đến khi ông cháu dùng biện pháp mạnh nó mới chịu bơi thằng cu con này chắc ngủ quên đây mà hiện tại bọn nòng nọc đã nở hết anh bảy phát hiện chúng ỉa rất nhiều xít thối ăn méo bao nhiêu mà ỉa rõ nhiều cứ hai ba ngày anh bảy lại phải thay nước một lần thông thường thì bọn nòng nọc sẽ không dùng nước vòi ngay anh bảy phải giữ nước máy trong một ngày để khi thả bọn chúng vào bể sẽ không bị sốc phản vệ thay đổi môi trường còn thời gian chờ đợi thì ông cháu sẽ đáp bọn chúng lên bàn thờ chơi chơi. Ngoài ra anh Bảy còn cực kỳ đầu tư khi mua hắn mấy ký cá cơm để lấp đầy dạ dày của bọn nòng nọc, thả xuống cái nè. Một chiếc cá cơm khô sẽ là thức ăn cho chúng trong vài ngày. Phần cá còn lại anh Bảy sẽ mang nó lên rừng để cho nọn nòng nọc này ăn. Anh Bảy hôm nay tốt bụng quá ta ơi, bình thường là lụng hết mấy ẻm đem về chiên giòn rồi đấy. Vãi trưởng nhìn cả bầy nòng nọc nó bâu vào cắn sữa cu te thật sự chỉ với hai con cá cơm là đủ cho cả bầy no bụng rồi. Ngoài ra, nòng nọc cũng rất thích ăn cơm trắng, mấy con lợn này đúng là ăn tạp quá trời quá đất mà. Anh bảy nhẹ nhàng thả cơm xuống, sau một lúc thì có khứa nhấm bụng rồi kìa, mấy khứa còn lại khi thấy đồng bọn ăn ngon miệng bọn chúng cũng bu vào ăn hôi luôn. Tiếp theo thử thả miếng thịt vào xem sao, vãi đái thấy mồi thơm cái là chúng nó đớp liền luôn á. Mấy con lợn này cũng biết kén cá trọn canh lắm chứ bộ. Vài hôm sau, anh bảy lên núi xem bầy kỳ nhông của mình thế nào. Ui cha, zoom kỹ mới thấy vài chiếc kỳ nhông nhỏ xíu bọn chúng đã mọc được cái mang cute rồi này anh bảy tốt bụng đã mua một túi trùng chỉ đông lạnh, thả xuống cho mấy bé nó táp ngon lành cành đào luôn. Tiếp đó ông cháu cũng cho mấy chiếc nòng nọc ăn thả ga, đó đó nhìn cái mỏ nó nhai trùng chỉ kìa. Chắc nhai đến sáng mai mới xong được một con quá các bạn ạ. À. Vãi trưởng có đứa còn thè lưỡi như đang cật nhà với anh bảy vậy. Như đã nói từ trước, số lượng nòng nọc hoang dã sẽ chỉ còn 20% bởi chúng là thực đơn của rất nhiều loài chim, cá hay kỳ nhông khác. Số lượng sau vài ngày đã giảm đáng kể. Không chỉ vậy, lượng nước vào những ngày hè nóng bức đã cạn dần có rất nhiều nòng nọc đi theo dòng suối và ngủm củ tỏi tại đây chính vì thế anh bẩy lại sách mông đi giải cứu những em nòng nọc chuẩn bị lìa đời tại đây có một vũng nước bảy trọ khơi nhẹ vài lần đã có rất nhiều em nòng nọc lọt vài trong sau đó anh thả tất cả bọn chúng đến một vũng nước lớn còn vài cháu nòng nọc ở nhà sau một tháng ăn ngủ ỉa miễn phí thì chúng đã mọc được chi sau 10 ngày tiếp theo thì chi trước cũng mọc ra mấy con lợn này sắp trở thành ếch đến nơi rồi các bạn ạ à. tuy nhiên trong một bầy vẫn có vài thành phần suy dinh dưỡng thế này đây trong khi đồng bọn của thanh niên này có chân trước hết rồi mà ông cháu vẫn chưa có tuổi thân thật sự Ngồi một mình một góc luôn chứ, anh bảy đầu tư một túi sỏi, vì nòng nọc khi trưởng thành sẽ thở bằng phổi nên cần phải xây cho chúng một mỏm đất trên cạn, vãi trưởng nhìn ông cháu này dễ thương phết đấy chứ, giờ chúng không hẳn là nòng nọc nữa, chúng đa tiến hóa trở thành bán ếch, vừa sống được trên cạn vừa thở được dưới nước, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh bảy biết đã đến lúc phải thả lũ nòng nọc này về với tự nhiên, ông cháu quyết định thả mấy ẻm về với tự nhiên, khi được thả xuống, con nòng nọc không hề bỏ chạy có vẻ nó muốn nhìn thấy bản mặt xấu trai của anh bảy một lần nữa tiếp đó là những thanh niên khác thật là một cuộc chia tay cảm lạnh anh bảy đã tốn khá nhiều tiền để nuôi bọn chúng mấy thằng cu nhớ mau ăn chóng lớn để vài tuần nữa anh bảy bắt bọn mày vào chảo dầu nhé ha ha video giải trí của nom nom đến đây là hết rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé bye bye